À? Đúng rồi, con hỉ. Nó đang ăn chuối kìa, dễ thương ghê. Khi mà nó đừng, khi mà nó đừng có quýnh con. Quýnh không? Cái gì? Giật á. Giật á. Giật thế nào được? Này tao cho mà. Ăn đi, ăn ăn đi, tao cho kẹo mà. Nè. Tao cho kẹo mà. Nè, kẹo đây tao cho mà. Kẹo đây tao cho kẹo mà. Tao cho kẹo mà. Cha thấy còn gì đây không? Cha. Kẹo đây, kẹo đây. Ờ, kẹo đây ăn đi. Ê vậy ngon không? Kẹo đó. Ờ, ăn đi. Ăn kẹo đó, kẹo ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon đấy, nó ăn kẹo á. Này, tao cho kẹo đây. Ăn đi. Ờ, ăn đi, nhìn nhìn, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ờ, này, ngon không? Ăn khế luôn hả? À, vẫn trong trong. Ờ, ăn đi. À, nó ăn kẹo không à, ghê không? Ghê không, nó thấy kẹo. Trai thấy chưa? Trai thấy nó ăn kẹo cái nó bỏ khế luôn, ghê không? Nè, tao cho kẹo này. Nè. À, trai nó ăn kẹo. Nó thấy kẹo. Sô cô la nó khoái. Sô cô la nó khoái ăn sô cô la. Đi. Con này chơi khôn quá. Đây. Kẹo đây. Kẹo đây. À, ăn đi. Này ăn đi. Này kẹo đây. Kẹo đây. Ờ ăn đi, ngon không? Ngon không? Ngã đó, đừng đứng có trèo lên cái này nó đổ cái ra đằng đó là ngã đó. Đây. Ăn đi. Ờ ngon đi. Ngon đi, ngon không? Ấy 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 đây đây. Ờ à, đúng rồi, xuống đây đi. Xuống đây ta cho kẹo. Đây. Đây. À, ngon không? Ngon còn nữa này, còn nữa này thấy không? Còn nữa này. Ờ ngon không? Chờ chút. Ủa sao 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 cái bìu của nó ở dưới to dữ vậy ta? Xuống đây. Xuống đây ta cho nhanh lên. Đúng rồi, xuống đây, ăn đi. À, ăn đi. Không. Không. Quýt hả? Ăn kẹo không? Ghê ghê ghê. Ghê 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 không? Ghê không? Ăn kẹo không? Ăn kẹo đi, này tao cho kẹo nè. Đây, xuống đây tao cho kẹo. Xuống đây tao cho kẹo mà ăn. Ờ, à, ăn đi. Con này, con kẹo nữa này, nó ăn khoái ăn kẹo. Khoái ăn kẹo. Trời ơi mà. Trời ơi, một nắng sô cô la ăn hết luôn. Ghê. Dễ thương quá ha. Ngon không? Ghê không? Ghê không? Ăn dễ thương không? Cho ăn chuối đi. Cho ăn chuối. Hả? Không, ăn kẹo hay hơn. Đây, xuống đây ta cho. Đây, đây. Nhìn nhìn. Nhìn nhìn. Ngon ghê không? Ngon ghê không? Hai. À, trời ơi, một ít nó ăn hết. Ờ, nó ăn nút luôn. Nắm tóc không? Dạ. Thôi hết rồi. Tí nữa cho ăn nữa chứ giờ hết hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Khôn đi sợ luôn. Hết kẹo rồi. Tí nữa đây. Tí nữa đây, tí nữa bố cho. Tí nữa cho đi nha. Từ từ chờ chờ tí bố bế. Bế chai đúng không? Ừ, nó ăn kìa. Nó ăn quýt kìa. Nó ăn quýt đó. Thấy con ơi. Thấy con ơi. Thấy con ơi. Thấy con ơi. Dễ thương quá ha. Nó ăn dễ thương quá. Ôi trời ơi. Ngon quá. Ờ ghê không? Cái này gai cho ăn, cái này nó ăn lo luôn rồi đấy. Đó. Hả?
Con khỉ đứng 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 dậy đi con, đứng dậy xem con khỉ kìa, đó con khỉ đó, thấy không? Con khỉ siêu dễ thương. Con khỉ dễ thương lắm ạ. Cẩn thận lúc này nó giật mất điện thoại á. Con lấy luôn đi, con lấy luôn đó. Con này nó ghê lắm. Hồi đó nó thấy con, nó quay đầu nó nhìn con luôn á. Vậy hả? Nó quay đầu nó nhìn mình luôn á. Quay đầu nhìn luôn hả? Nó nhìn mình, trời ơi, mình sợ mình chạy. Thương, dễ thương quá ha. Đúng rồi. Lấy cái mắt nó. Quay đứng dậy đi, chạy xem này, chạy xem khỉ không? Xem khỉ. Ghê quá. Chai bế không? Bế chai không? Bế lên chai không? Bố bế chai nè. Bố bế chai nên con khỉ xem nó ăn kìa đấy. Nó ngứa kìa. Dễ thương ghê không? Ơi nó lấy cái này mà. Chiều tôi cho ăn sô-cô-la. Mai ra ăn sô-cô-la nữa. Dễ thương quá. Nên đi chai. Nên đi chai. Không nên đây, đây. Ê, đừng nha, đừng lấy điện thoại của ta nha. Sao? Chiếc chỗ. Dễ thương không? Cho tay luôn. Gió mát đó. Yêu ơi. Ôi nhà luôn. Cái con khỉ bằng tầm cỡ này mà nó chạy xe máy bé tí thì tùy vào nó kéo em bé luôn ghê được. Cái tầm cỡ này nè. Nó biết quay điện thoại không vậy? Biết không? Nó biết quay điện thoại không? Nó biết quay điện thoại không? Ừ. Không. Nó chẳng biết. Vậy. Dạ. Nó chỉ biết rằng mẹ nó chỉ biết à đúng rồi, nó biết lái xe luôn đó, nhưng mà phải dạy nó là nó biết à, lấy hết biết hết, cứ dạy nó là nó biết à. Con không dạy nó đâu. Không sao nó vậy? Nó tại nghịch ngợm không à. Nó còn leo trèo cái nhà con á. Gì hả? Nó còn treo trèo cột điện luôn á. Leo lên cột điện luôn hả? Đúng rồi, leo lên trong cái chớp. Leo lên trên mấy nhà của con. Nên bởi vậy con mới ghét thủy á. Nè. Nó còn phá nhà con nữa. Phá nhà luôn rồi. Nó dễ thương mà ghét cái gì? Nó đáng yêu mà ghét cái gì? Trời ơi, con đó. Mình thương nó thì nó thương lại thôi, có gì đâu. Đúng không? Mình cũng nắm lúc mình cũng thương, mình cũng phá nữa. Thế mà mình dạy nó. Đúng rồi, mình phải dạy nó chứ. Đúng rồi, mình phải dạy nó mới biết được, còn không dạy nó không biết được đâu. Hồi đó còn thấy nó đó.